ghế massage Makano. Món quà từ tâm, nâng tầm sức khỏe. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, Chủ nhật ngày 8 tháng 5. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Dempo kết hợp với nhạc sĩ Trần Tiến trong ca khúc Đi trong mùa hè. Hàng chục thanh sắt trên xe tự chế đâm xuyên buồng lái xe buýt. Trích xuất camera kẻ trộm đột nhập nhà dân, trộm tài sản ở quận Bình Tân. Truy tìm thanh niên dùng mã tấu chém bể kính xe chở đất. Tài xế ô tô may mắn thoát nạn sau cú drift thoát tim. Hàng ngàn binh lính, xe tăng, tên lửa Nga tham gia lễ duyệt binh. Sau đây là những thông tin nóng nhất được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 8 tháng 5. Tối 7 tháng 5, Dempo bất ngờ tung teaser MV Đi trong mùa hè. Teaser không hé lộ phần rap hay thước phim nào mà chỉ giới thiệu vị khách mời đặc biệt, đó là nhạc sĩ Trần Tiến. Suốt teaser là những khoảnh khắc làm việc chung vui vẻ giữa Đen và nhạc sĩ Trần Tiến. Cả hai thảo luận về ca khúc mới cùng ngân nga và huýt sáo rộn ràng. Trên tay nhạc sĩ Trần Tiến là những mảnh giấy viết tay lời ca khúc. Ông còn chỉnh sửa và miệt mài thu âm, thể hiện sự hào hứng của mình khi nhịp tay theo điệu nhạc. Clip kết thúc bằng một câu hát nhiều ý nghĩa của Trần Tiến. Ai cũng có khát khao trong đời. Được biết, Đen là người chủ động mời Trần Tiến hợp tác. Khi nhạc sĩ Trần Tiến đang ở Sài Gòn và đồng ý gặp mặt, Đen đã chạy tới tận nhà để chia sẻ về bài nhạc của mình. Ngày 8 tháng 5, Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng phối hợp phòng cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng tạm giữ 10 người trong vụ hỗn chiến tại đường biển Võ Nguyên Giáp. Trước đó khoảng 1 giờ sáng ngày 7 tháng 5, trên tuyến đường biển Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, Đà Nẵng xảy ra vụ đánh nhau gây náo động cả khu vực này. Thời điểm trên có hai nhóm thanh niên với khoảng 40 người mang theo hung khí lao vào hỗn chiến. Trong đó một nhóm gồm hàng chục người chạy xe máy mang theo dao phóng lợn, mã tấu, ca xuống đường tóe lửa để thị uy. Nhóm còn lại đi bộ và thủ theo dao phóng lợn, bom xăng. Đến điểm hẹn, hai bên lao vào động thủ, một số bom xăng được ném xuống đường bốc cháy nghi ngút. Tổ tuần tra của Công an phường Mân Thái, quận Sơn Trà gần đó nghe thông tin vụ việc đã tới hiện trường. Khi thấy có công an, hai nhóm này bỏ chạy tán loạn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định và tạm giữ 10 người liên quan, thu giữ 4 dao phóng lợn, 3 dao tự chế. Lực lượng cảnh sát hình sự đang tiếp tục làm rõ những người tham gia vụ việc trên. Ngày 8 tháng 5, trên mạng xã hội chia sẻ video do camera ghi lại hình ảnh kẻ trộm leo cổng rào rồi đột nhập nhà dân lấy trộm tài sản khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra tại nhà anh Ca trên đường Cầu Kinh thuộc phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin ban đầu, vào sáng ngày 6 tháng 5, anh Ca ngủ dậy thì phát hiện cửa ở tầng 2 mở toang. Khi kiểm tra thì phát hiện bị mất một số tài sản gồm một laptop, hai điện thoại cùng ví tiền bên trong có hơn 3 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân. Xem lại video clip do camera ghi lại thì anh Ca thấy rạng sáng cùng ngày, một nam thanh niên đã treo cửa cổng nhà sau đó đột nhập từ tầng 2 của căn nhà vào bên trong lấy trộm tài sản. Nam thanh niên trên sau đó đi theo lối cũ ra ngoài rồi tẩu thoát. Sau khi phát hiện bị mất trộm tài sản, anh Ca đã trình báo lực lượng chức năng. Hai thanh niên cậy cửa cuốn đột nhập vào một cửa hàng điện thoại lấy đi 13 chiếc điện thoại hiệu iPhone. Vụ việc xảy ra lúc sáng ngày 8 tháng 5 tại khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo camera, vào 3 giờ 38 phút sáng, hai thanh niên tiếp cận cửa hàng điện thoại nói trên. Sau khi quan sát, một đối tượng tìm cách cậy cửa cuốn phía trước, người còn lại đứng cảnh giới. Sau phá cửa thành công, thanh niên tiếp tục bẻ khóa lớp cửa kính bên trong, rồi đột nhập vào lục lọi các tủ kính chứa điện thoại để trộm tài sản, xong rời đi. Chủ cửa hàng cho biết mất 13 chiếc điện thoại iPhone các loại, ước tính thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Chị cho biết thêm, thời điểm tháng 12 năm ngoái, tại cửa hàng này cũng xảy ra vụ trộm tương tự, bị hai thanh niên đột nhập vào lúc rạng sáng và trộm 30 chiếc điện thoại iPhone. Nhận diện qua camera, hai đối tượng này rất giống hai đối tượng trong vụ trộm trước đó. Chiều ngày 7 tháng 5, ông Bùi Việt Thảo, trưởng công an xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị này đang phối hợp với công an huyện Hải Lăng truy tìm đối tượng dùng mã tấu chém vỡ kính xe chở đất đe dọa tài xế vào sáng cùng ngày. Thời điểm này, anh Hát, 37 tuổi, đang lái xe tải chở đất san lấp cho một công trình tại thôn Tân Xuân Thọ thì bị một thanh niên lạ mặt đi xe máy chặn ngang đầu xe rồi rút mã tấu dưới yên xe, tiến tới đe dọa tài xế và chém vỡ kính xe. Vụ tấn công khiến anh Hát bị thương phải vào bệnh viện điều trị. Sau khi sự việc xảy ra, thanh niên nói trên rời khỏi hiện trường. Ông Lê Đức Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hải Lăng cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin đã chỉ đạo công an, chính quyền địa phương phối hợp nhanh chóng làm rõ vụ việc. Sáng 8 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội cho biết,
đơn vị này đang phối hợp với công an quận Thanh Xuân làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe ba bánh tự chế và xe buýt khiến một người bị thương. Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 8 tháng 5, xe buýt số 88 đang chở theo nhiều hành khách đi trên đường Nguyễn Trãi thì bất ngờ va chạm với xe tự chế chạy ngược chiều, lấn làn, chở theo nhiều thanh sắt dài. Tại hiện trường, chiếc xe tự chế nằm ngược chiều đường Nguyễn Trãi, trên xe chở bó sắt dài gần chục mét. Đầu bó sắt đâm xuyên qua kính lái xe buýt, lực đâm khiến vô lăng của xe buýt bị biến dạng, phần bảng điều khiển bung vỡ. Vụ việc cũng khiến hành khách trên xe hoảng sợ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an quận Thanh Xuân làm rõ. Sáng nay ngày 8 tháng 5, ông Trần Văn Hải, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 3 em học sinh tử vong thương tâm. 3 em học sinh đuối nước là anh em ruột, hiện là học sinh trường tiểu học Phan Chu Trinh, xã Ea Bốt, huyện Cư Quyên. Được biết vào chiều ngày 7 tháng 5, sau khi đi cắt cỏ về thì ba anh em xin cha đi câu cá tại ao của một hộ dân, cách nhà khoảng 500 mét. Đến tối không thấy các con về, gia đình và người thân đi tìm thì phát hiện cả ba em đã tử vong dưới ao. Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã có mặt để làm rõ vụ việc. Ngay trong đêm, ban giám hiệu nhà trường cùng các thầy cô giáo đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình và tổ chức vận động ủng hộ để lo hậu sự cho các em. Được biết, gia đình anh Trường có 5 người con và hoàn cảnh rất khó khăn. Chuyển sang phần tin thế giới, ngày 7 tháng 5, lễ tổng duyệt chuẩn bị cho cuộc duyệt binh kỷ niệm 77 năm ngày chiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại 9 tháng 5 đã diễn ra tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow, Nga. Lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ luôn là sự kiện được mong đợi nhất trên toàn nước Nga trong ngày chiến thắng lịch sử 9 tháng 5. Năm nay, trong lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, sẽ có sự tham gia của khoảng 11.000 quân nhân, hơn 130 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự. Lực lượng không quân vũ trụ với 77 máy bay và trực thăng tham gia duyệt binh cũng đã hoàn thành những bài biểu diễn sẵn sàng cho sự kiện quan trọng nhất trong ngày 9 tháng 5. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc duyệt binh tôn vinh ngày chiến thắng năm nay sẽ được tổ chức tại 28 thành phố với tổng cộng gần 65.000 người, khoảng 2.400 thiết bị quân sự, hơn 460 máy bay tham gia. Còn đây là hình ảnh camera hành trình ghi lại cảnh chiếc xe con vượt làn một cách mất kiểm soát và suýt xảy ra va chạm với hầu hết các phương tiện xung quanh tại Florida của Mỹ. Vụ việc xảy ra sau cơn mưa nặng hạt khiến mặt đường khá trơn trượt. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến tài xế xe Infiniti trong video khi chuyển làn đã không kiểm soát được tay lái. Chiếc xe đi với tốc độ cao, sau khi chuyển làn 3 lần liên tục, vượt lên bên phải chiếc xe xanh thì bỗng nhiên lại tiếp tục chuyển làn và xoay ngang. Sau màn xoay vòng, chiếc xe Infiniti lấy lại được kiểm soát và đi bình thường. Rất may đã không có chuyện gì xảy ra. Đây là hình ảnh về một loài cá rồng sống ở vùng biển sâu vừa được ghi lại ở độ sâu 300 mét tại vịnh Monterey của Mỹ bởi các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Thủy cung vịnh Monterey. Điều đặc biệt vẻ ngoài với màu lấp lánh ánh kim loại đồng của loài cá này khiến người ta nghĩ ngay đến quả ngư lôi. Được biết, đây là loài cá hiếm nhất trong số các loài cá rồng. Trong hơn 3 thập kỷ nghiên cứu dưới đáy biển sâu và hơn 27.600 giờ ghi hình, nhóm chuyên gia mới chỉ nhìn thấy loài đặc biệt này 4 lần và đây là lần đầu ghi hình xác thực được. Hôm nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra cảnh báo trong ngày và đêm 8 tháng 5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, có nơi lượng mưa trên 70mm trên 24 giờ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại khu vực vùng núi. Mưa dông ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 11 tháng 5. Khu vực Hà Nội ngày 9 tháng 5 trời có mây, có mưa rào, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ C, thấp nhất từ 24 đến 26 độ C. Còn khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày 9 tháng 5 trời có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C, thấp nhất từ 25 đến 27 độ C. Thông tin cảnh báo khác liên quan đến tia cực tím gây hại, đó là trong 3 ngày tới, các tỉnh thành phố ở Trung Bộ và Nha Trang có chỉ số UV cực đại ở mức nguy cơ gây hại rất cao, trong khi Bắc Bộ và Nam Bộ duy trì ở ngưỡng cao. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực. Quý vị đừng quên bấm chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổi trẻ.vn, tv.tuổi trẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ.
vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghế massage Makano, món quà từ tâm nâng tầm sức khỏe.